Hello, xin chào anh em. Hôm nay Thịnh vừa mới tiếp nhận một con Samsung Galaxy Z Flip 5 anh em ạ. Máy màu xanh min ha. Máy còn rất là đẹp luôn, đẹp keng xà beng luôn á anh em ạ. Rồi bây giờ máy này gặp phải cái lỗi như sau. Lỗi này cũng không có quá là xa lạ với anh em xài phone và flip đâu. Đó, anh em thấy Thịnh mở ra tối đa nó chỉ tới đây thôi. Ha, thay vì nó phải duỗi thẳng ra thì chỉ mở ra tới đây. Và khi mà Thịnh mở ra mở vô mình nghe cái tiếng của cát bụi anh em, cái tiếng nó lạch cạch ở trong đây. Và khi mà khai thác quá trình sử dụng của bạn trai thì đúng thật là bạn bị làm vô cát, cụ thể là bạn làm rớt xuống cát biển. Khi mà bạn lấy lên thì nó ở trạng thái như thế này đó anh em thấy ha, rõ ràng chúng ta ghi nhận cái lỗi đây. Ở những cái clip trước Thịnh nói về những dòng phone và clip đời trước, Thịnh cũng đã nói với anh em riêng cái lỗi bản lề là cái lỗi do quá trình sử dụng chứ không phải là cái lỗi do sản xuất. Mình rất là công tâm ha, cái nào lỗi sản xuất, cái nào lỗi hao mòn tự nhiên, như cái hệ thống cáp là hao mòn tự nhiên. Anh em có xài kỹ cách máy thì gặp thời gian năm dài tháng rộng, anh em nào gặp ít thì lâu bị, anh em nào gặp nhiều thì sớm bị, nhưng mà nó là bắt buộc phải bị. Còn cái lỗi về cái hệ thống bản lề này là do chúng ta đó, chúng ta có thể kiểm soát được lỗi bằng cách không để rơi rớt, không để dị vật lọt vào, không để như bạn trai này để cát tràn vào bên trong, cụ thể là rớt xuống mặt cát biển thì nó sẽ không bị ha. Đó, anh em dùng cái máy Thịnh luôn muốn đưa những cái kiến thức để anh em hiểu về cái máy của anh em, và anh em né ra trong quá trình sử dụng, thế là anh em có cái máy bền bỉ hơn, anh em sẽ cảm thấy yêu mến cái thiết bị của mình hơn. Bởi vì nhiều khi anh em không có biết nguyên nhân gây lỗi, anh em xài một cách vô thức, anh em không biết cái hành động đó nó gây ra cái lỗi. À, giờ anh em biết rồi, anh em kỹ lưỡng hơn thì mặc nhiên nó sẽ tốt hơn, bền hơn. Đó, tâm lý khi mà mình đi sửa máy cho anh em cũng là vậy, mình sửa mình cũng muốn anh em xài bền thôi, chứ không phải là muốn cái máy hư để nhận được cái máy sửa hoài. Đó, không phải vậy ha, cách nghĩ của mình là nó khác với phần đông những người thợ sửa chữa. Rồi bây giờ đó, mọi tính năng bình thường hết anh em, nó chỉ cái vấn đề như vậy thôi. Nghe thì đơn giản, nhưng mà bây giờ nói đến cái giải pháp để mà giải quyết nó nè. Giờ giải quyết bằng cách nào? Cực kỳ phức tạp luôn. Lỗi này nếu mà anh em đem vào trung tâm bảo hành chính hãng, hãng sẽ báo anh em phải thay mới nguyên một cái khung màn, gần khoảng 8-9 triệu. Bởi vì cái hệ thống bản lề đang bị cát nó kẹt vào đó, nó nằm ở dưới cái màn hình này, dưới cái màn hình gập này. Đó. Để mà xử lý được nó thì hãng Samsung chỉ đưa ra một giải pháp duy nhất, thay nguyên một cái màn đi thì có cái bản lề mới thì nó hết lỗi. Mà cái chi phí thay cực kỳ đậm đà. Vậy thì ở đây Thịnh mang đến cái giải pháp gì? Mình có thể làm đúng chính xác cái phần lỗi cho anh em, đó là cái bộ bản lề, có nghĩa là mình có thể thay riêng bản lề. Có thể ở đây có nghĩa là mình bóc tách màn hình lên, mình thay cho anh em riêng một bộ bản lề mới, và mình lắp ráp lại và nó hoàn chỉnh hết, nó đảm bảo hết, nó không phát sinh rủi ro. Lý do hãng không làm như mình bởi vì hãng sợ quá trình thao tác của những kỹ thuật viên có thể gây ra rủi ro hư màn. Có người làm được, có người làm không được. Có người cây này làm được, cây kia làm không được. Đó, nó không có đồng bộ chất lượng. Bởi vì hãng triển khai trên toàn cầu mà, rất là nhiều, còn ở đây mình chỉ là một đơn vị sửa chữa độc lập, tư nhân, và quan trọng nhất là trực tiếp. Nên là mình có thể đảm bảo từng cây máy cho anh em, từng cái máy được diễn làm đúng như những điều mình nói, đó là sự đảm bảo 100%. Thay đúng bộ bản lề, bảo toàn nguyên vẹn màn hình, lắp ráp chuẩn chỉnh, và thế là anh em tiết kiệm được chi phí rất nhiều, tính bằng lần ha, rất nhiều chi phí. Rồi ok, dòng máy này Thịnh sửa chữa chủ lực rồi, anh em xài một thời gian anh em sẽ thấy là bên mình chuyên như thế nào. Có thể anh em sẽ gặp rất nhiều clip nói về cái máy Flip 5 ở bên mình. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp. Anh em nào cần tư vấn về sửa chữa Z Flip 5, anh em cứ liên hệ với Thịnh ha. Bye bye anh em.